Tối mùng 9 tháng 3, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy trong khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đám cháy bùng phát khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày. Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ bãi giữ phương tiện mô tô vi phạm bên trong khuôn viên trụ sở. Hình ảnh từ người dân quay lại cho thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Người dân hiếu kỳ đứng xem bên ngoài đường rất đông, nhiều người còn livestream trên mạng xã hội. Đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, và ra cả khu vực, đường dây điện kế hàng rào cũng bị cháy lan. Thời điểm đó, lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ, nhiều người đi đường phải dừng xe để đảm bảo an toàn. Một người dân địa phương nói, lửa cháy lớn quá, ô tô không dám chạy qua. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng có mặt tại trụ sở đã cố gắng dập lửa. Xe cứu hỏa của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện, cách hiện trường khoảng 20 km đã đến chữa cháy. Công an Bình Thuận thông tin, bước đầu xác định khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Đến 20 giờ, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế, nguyên nhân thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Ngày 9 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Im Ju-seol, sinh năm 1971, quốc tịch Hàn Quốc khi đang trú tại Đà Nẵng và bàn giao cho cơ quan Hàn Quốc di lý về nước. Đây là người bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Từ khoảng tháng 2 năm 2024, phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng xác định Im Juseol có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn. Trước khi đến Đà Nẵng, Im Juseol đã đến Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ các tài liệu có được, cơ quan công an xác định Im Juseol bị truy nã do điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp mang tên Sinsgie có địa chỉ ss-odd.com, đặt máy chủ tại Philippines, hoạt động từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019. Trang web đánh bạc bất hợp pháp trên đã thu hút số lượng lớn người chơi, đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền đặt cược online khoảng trên 44,3 tỷ won, tương đương hơn 800 tỷ đồng Việt Nam. Xác định rõ nơi ở của người bị truy nã, ngày 25 tháng 2, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cục Đối ngoại Bộ Công an bắt giữ Im Du Seol Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm 3 nghi phạm cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Thông tin ban đầu chiều mùng 8 tháng 3, một phụ nữ tới ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng, toàn bộ có mệnh giá 500.000 đồng. Nạn nhân để trong túi sách rồi lên ô tô về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, giật túi sách có 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Qua xác minh ban đầu, từ trích xuất camera cho thấy, trước đó một thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm con mồi, sau đó báo cho hai đồng phạm bên ngoài, thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng bám theo thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Đặc điểm ba nghi phạm cần truy tìm gồm Hai đối tượng là nam giới đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh đậm biển kiểm soát 29X5-12932 biển giả, kẻ còn lại là nam giới, đeo kính gọng đen đi trên xe máy hiệu Honda wave màu xanh đậm, biển kiểm soát 33M67321 biển giả. Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng có đặc điểm trên thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692 236 hoặc 0975 để phối hợp giải quyết theo quy định. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho người cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Liên quan đến vụ lực lượng hầu thi tấn công tàu hàng làm 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam, tối mùng 8 tháng 3, thông tin trên VTV cho hay Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đang tiếp tục có các biện pháp bảo hộ công dân, lãnh sự theo quy định để đưa ba thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Đại sứ quán cũng xác định được một thuyền viên Việt Nam tử vong là đại phó Đặng Duy Kiên, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng. Hiện thi hài anh Kiên đã được đưa vào một bệnh viện ở thủ đô Djibouti. Ba thuyền viên Việt Nam còn lại làm việc trên tàu hiện đang lưu trú an toàn tại một khách sạn ở thủ đô. Sức khỏe và tinh thần của ba người này đều ổn định chị Lê Miền, vợ thủy thủ Đặng Duy Kiên, đau xót khi nhắc đến tin nhắn cuối cùng mà chồng mình gửi chỉ ngay trước khi xảy ra vụ tấn công ít giờ. Cụ thể, ngày 13 tháng 2, anh Kiên nhận việc trên con tàu chở thép từ Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út. Những ngày lênh đênh trên biển, anh liên tục liên lạc với gia đình. Vào lúc 23 giờ 50 phút ngày mùng 5 tháng 3, anh Kiên nhắn cho vợ tin nhắn có nội dung anh sắp qua vùng chiến sự, hy vọng được bình an. Chị Miền nhắn lại nhưng không thấy chồng trả lời nữa và đau lòng khi đây lại là tin nhắn cuối cùng của anh đến nửa đêm mùng 6 tháng 3, đại diện công ty đến nhà báo cho gia đình tin anh Kiên đã thiệt mạng trong vụ lực lượng Houthi tập kích trên vịnh Aden lúc 17 giờ 20 phút ngày mùng 6 tháng 3. Sáng ngày mùng 8 tháng 3, đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do cục trưởng Lê Đỗ Mười làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình đại phó Đặng Duy Kiên. Tại nhà riêng đại phó ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đã chỉ đạo công ty HP Marine, các cơ quan đơn vị thuộc Cục khẩn trương phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân kiên nói riêng và các thuyền viên Việt Nam nói chung, theo đúng quy định của pháp luật. Phía đại diện lãnh đạo công ty HP Marine cũng cam kết với gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa nạn nhân và các thuyền viên về Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trách nhiệm với gia đình nạn nhân và các thuyền viên. Đại diện cục hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 7 tháng 3, cơ quan này nhận được công văn của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng (HP Marine) về việc tàu Chu Confidence số IMO 9460784 đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út đã bị trúng một tên lửa. Tàu hàng Chu Confidence treo cờ Barbados bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa ngày 6 tháng 3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen. Lúc xảy ra vụ việc, trên tàu có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Thông tin trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 4 thuyền viên Việt Nam gặp nạn gồm anh Đặng Duy Kiên, chức vụ trên tàu là Đại Phó, 41 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng, Phạm Văn Thành, máy trưởng 39 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng, Nguyễn Văn Tảo, máy 2, 36 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương, Phùng Văn An, 31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình. Theo thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng, HP Marine, tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn, có 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên Việt Nam là đại phó Đặng Duy Kiên. Văn bản của HP Marine cho biết như vậy.